không? Cua nè. Cua không? Trời ơi, đó sắp hết rồi. Đó, cua hết là nó biết mà. Trời ơi. Nghe vậy là quá vui rồi. Yeah. Món ăn ẩm thực của mình á, dù là đường phố hè phố thôi, nhưng mà nó có thể là đánh tan một người nhé. Đúng rồi, em nhỏ nghe rồi. Nó là đồ ăn Việt Nam là nổi tiếng rồi, đồ ăn đường phố là không có gì để nói nữa. Dạ yeah, đúng rồi. Chỉ ước sao là cái ẩm thực Việt Nam mình được lan tỏa khắp nơi trên thế giới, để cho mọi người trên thế giới nhìn thấy là và biết là đồ Việt Nam mình mãi đỉnh. Dạ yeah, đúng rồi. Dạ Sumo, chiếc bụng không đáy. Theo bước chân của Nga thì mình đã có mặt ở trên tầng 2 của nha khoa thẩm mỹ quốc tế DA. Hôm nay thì Nga sẽ gặp bác sĩ Đại, cũng làm việc cùng với lại bác sĩ Dũng, để mà mình như ngày hôm qua cả nhà đã xem là Nga đã chụp quy trình mà để mình chụp cái hàm của mình, coi thử răng của mình có còn đủ xương hay không, hay là thiếu hụt như thế nào. Thì hôm nay là Nga đã trở lại đây để mà mình trồng implant sau khi 3 ngày thăm khám. Bên cạnh đó thì bây giờ mình sẽ xin phép là qua gặp bác sĩ Đại để mà hỏi thăm tình hình của mình và vào bên phòng trong chụp phim nha. Dạ, chào chị. Dạ. Khỏe không bác? Mình vẫn khỏe. Dạ, thì hôm nay là cũng như là sau 3 ngày mà vừa qua em thăm khám á, thì hôm nay là em có hẹn với lại bác sĩ Đại đây cùng với bác sĩ Dũng để mà bắt đầu là tiến hành trồng implant. Bác có thể giúp em tư vấn và nói về cái vấn đề răng của em hiện tại. Dạ. Rồi. Chị Nga ha, chị là Tuyết Nga ha. Dạ. Thì vừa rồi thì mình có chụp cái phim cho chị nha. Uh-huh. Mình có chụp cái phim cho chị. Dạ. Thì cái phim, cái kết quả hiện lên thì nó cũng khá là rõ ràng ha. Dạ. Thì mình cũng đã thấy được cái tình trạng cái răng cổ của chị, cũng giống như là những cái chuẩn bị mà cho cái công việc làm cái răng mới. Dạ, dạ đúng rồi. Nhưng mà chắc trước tiên mình muốn chị cười một chút xíu mình, để mình co trên miệng một chút ạ. Rồi. Dạ. Thì trên cái hình ảnh trên phim này thì dạ, mình có thể thấy được là những cái implant mình của chị được trồng ở Delia vào cái đợt trước á. Dạ đúng rồi ạ. Thì nó chất lượng nó tốt. Chắc chị mang trên miệng hồi nãy có kiểm tra, chị chắc mang trên miệng ok đúng không? Dạ đúng rồi, dạ. Cắn nhai nhiều khi em cảm giác là nó như răng thật của mình ấy. Như ngày hôm kia bác sĩ Dũng thử thách em ăn con heo quay siêu giòn. Giòn lắm. Khi bác sĩ Dũng thử thách em ăn con heo quay siêu giòn. Giòn lắm. Cho nên nhưng mà khi mà em cắn xé thì nó rất là ok. Dạ, dạ. Mình là nha sĩ nhưng mà nếu mình nhìn qua thì có lẽ mình cũng không sẽ phân biệt được là cái hàm của chị là cái hàm ăn giả. Ồ vậy hả? Wow, cảm ơn bác sĩ. Thì nó khá là tốt nha. Thì nó tự nhiên đúng không? Thấy nó tự nhiên đúng không? Đúng không? Yeah. Về mình sẽ nói nhiều về cái thẩm mỹ của chị. Bởi vì còn cái sức ăn nhai thì chắc là mọi người đây đều biết là chị Nga Sumo có thể sử dụng được những cái răng này đến mức độ như nào rồi. Em ăn cả thế giới, trừ bộ lon công tán. Rồi, những chỗ implant này tốt nhé, không có bị tiêu xương ha. Dạ. Rồi. Khi mà mình ăn nhai thì so sánh với bên kia thì chị thấy làm sao? Bên cái bên kia tức là bên tay phải á. Dạ, bên tay phải em là thực chất là có hai cái răng thật. Nhưng mà ngày xưa là khoảng 12 năm về trước thì em có gọi là chưa trải sự đời á, ham làm đẹp, cái thằng em trai nó rủ rê em đi làm, em bọc. Mà cái thời điểm đó thì như bác sĩ biết mà, cái nghề bọc, cái ngành bọc răng sứ nó mới hình thành thôi, thì bà con cô bác cứ đua nhau đi làm, mà không có kiểu như nó không có chất lượng và hiện đại như bây giờ, nó ảnh hưởng tới cái phần chân răng và nướu răng của mình đó. Cho nên hôm nay em khi mà em được tư vấn thì em cũng có nghe bác sĩ Dũng nói qua rồi, còn hôm nay thì em muốn là bác sĩ Đại trực tiếp coi và có thể là nói cho em rõ hơn. Rồi ok. Thì cũng có kiểm tra, cũng sẽ kiểm tra trên miệng cho chị nhé. Yeah. Nhưng mà trên phim á thì mình có thể thấy được cũng khá là rõ ràng, tại vì cái răng mà trước đây mà chị làm cái cầu răng á, thì cầu răng tức là phương pháp người ta sẽ mài hai răng hai bên để bắt một cái cầu qua để thay thế cho cái răng mất của mình. Thì cái phần cái răng trụ của chị được mài á, thì bên trong lõi thì nó nhỏ, còn bên ngoài người ta chụp một cái răng sứ nó khá là bự. Và nhìn nó không có tự nhiên. Nó bự hơn răng thiệt cũng tương đối nhiều. Nhưng thực ra là cái lõi bên trong của nó rất nhỏ xíu. Nó khô lắm ạ. Và nó phải trụ cho, nó phải chịu lực cho là cả bốn cái răng luôn, hai cái răng mà chịu lực cho bốn cái răng.
Thì bây giờ mình sẽ không có sử dụng cái phương pháp cầu răng như này nữa. Mà hai răng hai bên thì mình sẽ làm lại những cái mảo nó thon nó đẹp hơn. Thon nó đẹp hơn, và ở giữa thì mình sẽ trồng những cái trụ trụ chân răng mới. Để thay thế cho cái chân răng cũ. Chị đã làm bên trái rồi chị biết ha. Mình sẽ trồng hai trụ vào cái vị trí này nhé. Mình sẽ mời chị Nga vào phòng để chụp phim, kiểm tra cái xương hàm của mình. Em chuẩn bị cho chị. Rồi, chị đứng đây giúp em nha. Ok, chị cảm ơn em. Rồi, chị đem hai tay ra giúp. Hay là vậy? Dạ, em ra phía trước. À, ra phía trước hả? Rồi, cảm ơn. Áo này nặng lắm nha. Dạ, chị. Mời chị nghe. Chị cảm ơn. Em tên gì đấy? Em tên Tiên. Tiên à, chị rồi, nghe cảm ơn đứng Tiên. Làm sao này nha. Rồi. Rồi, sao tay mình dị vô đây giúp em. Chị lùng quá em ơi. À, này hạ xuống được. Rồi, em hạ xuống cho chị. Thế chiều cao thì nó khiêm tốn. Rồi chị đứng sát vào. Rồi chị đứng như vậy đã. Chị không biết. Ok. Giống như cảm giác rồi. Của mình lái máy bay vậy. Đứng vậy được rồi đúng không? Giữ nguyên giúp em nha. Rồi bây giờ chị đứng yên như thế này nha. Để bắt đầu chụp phim nha. Mở mắt nha. Mở mắt cũng được chị. Rồi. Rồi, chị cảm ơn. Nhanh quá, chị kịp ngủ luôn. Hai cả nhà, Nga Sumo lại có mặt ở DDA để mà hôm nay cùng với lại bác sĩ Đại đây là một cái video cực kỳ là ý nghĩa với Nga, đó chính là đem lại cho Nga sự tự tin, trồng cho Nga bên phải của mình đang thiếu đó là hai cái răng. Thì hôm nay sẽ là bác sĩ giúp Nga trồng implant nha. Cả nhà có thể là theo dõi video của ngày hôm nay nha. Chị ơi, chị chia sẻ cho em một chút xíu là mình mất răng bao nhiêu lâu rồi, và mình trồng răng tại DDA lần trước là mình trồng đến nay là bao lâu rồi? Ok. Và thực ra là nói là khi mà bên phải của Nga thì Nga hồi nhỏ là Nga thích ăn kẹo. Đó, cho nên Nga đã nhổ đi hai cái răng của mình khá là lâu, rất chắc Nga nghĩ là khoảng chừng 20 năm về trước ấy. Đấy, rồi sau đó thì còn ở bên đây, má trái của Nga là đã có ba cái implant. Và hơn một năm trở về trước thì Nga đã bị mất. Vô tình là có rất là nhiều khách hàng ở kiều bào ở bên nước ngoài, cũng là những cái nơi mà Nga sinh sống lân cận gần đấy, giới thiệu cho Nga về DDA. Đó, khi Nga biết thì Nga về Việt Nam Nga làm, thì Nga em làm được một năm 2 tháng mấy rồi nè. Và Nga cảm giác là ăn nhai rất là đều, và đặc biệt hơn nữa là cảm giác là không có bị sai khớp hay là không thoải mái khi mà cắn nhai nuốt thức ăn. Đó là cái điều mà Nga rất là thích. Quan trọng hơn nữa là bây giờ khi mà mình đã thấy thoải mái bên trái rồi, Nga sắp xếp thời gian mà bây giờ Nga làm về bên má phải. Cả nhà có thể là trải nghiệm cũng như Nga đang trải nghiệm ở đây a nha. Xin chào bác sĩ. Rồi, trước khi mình xuống dưới để mình chuẩn bị làm thì mình sẽ nói rõ hơn một chút xíu về cái hình ảnh phim của chị Nga ha. Rồi, đây là tình trạng răng của chị ha. Dạ. Thì bên này thiếu hai răng. Dạ, hai răng. Mình sẽ trồng vào hai cái chân răng này. Dạ. Còn trên này là hình ảnh của cái implant cũ. Dạ. Khá là tốt. Khá là tốt. Nhìn này rõ rõ luôn á bác sĩ. Hả? Vậy là bây giờ là em là trồng với lại bọc hai cái răng thật là không có vấn đề gì đúng không ạ? Đúng. Như nãy bác sĩ có chia sẻ là xương của em là nó đều, nó vẫn còn tốt để mà mình tiến hành mình làm. Dạ. Ok. Nhưng mà bác sĩ, tại sao mình phải trồng hai cái răng nó nữa vậy? Bác sĩ có thể là không trồng được không? Khi mà mình mất răng nó sẽ gây ra những cái hậu quả nhỏ nhỏ, như trường hợp của chị Nga, như chị đã chia sẻ nãy là chị đã phải làm cầu răng và nó không có tốt cho cái nứa cũng giống chân răng của mình, để lâu dài nó bị tiêu xương thì mình nên trồng chân răng mới vô để phục hồi lại cái răng cũ, gọi là sức nhai cũng như thẩm mỹ của mình. Thì ra là như vậy, cho nên bắt buộc là mình phải trồng thêm răng đúng không ạ? Trồng implant để mình trồng cái răng để cho cái nứa của mình nó phục hồi lại, chứ hôm sau này bị móm thì làm sao? Cái là implant mình đang sử dụng, mình đang lựa chọn là implant Charmin SLAFT, tức là dòng trụ của Thụy Sĩ. Thì cái dòng trụ này nó là cái dòng trụ cao cấp nhất ở bên nha khoa. Em thấy là hôm vừa rồi em chọn cái dòng trụ này là giá niêm yết là có rất là nhiều cái giá đây, nhưng mà Nga lại muốn là cái này thì nó sẽ là bảo hành là trọn đời, cho nên Nga chọn cái gói này. Và bên cạnh đó là sẽ có giá ưu đãi từ bên 60 là giá niêm yết nè,
khi mà giá ưu đãi còn lại là 40 triệu và bảo hành là trọn đời. Có rất là nhiều cái dòng sản phẩm để mình lựa chọn, từ bảo hành từ 7 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm đều có. Chiếu cận cảnh cho cả nhà xem ha, thì cả nhà có thể là tham khảo và quyết định cho cái nụ cười của mình. Rồi bây giờ thì em đã được hiểu được đôi chút và sâu hơn về cái dòng sản phẩm của em. Nhưng mà bác thạc sĩ có thể là tư vấn thêm cho em là nó có chức năng và cái dòng sản phẩm em chọn nó có ưu điểm như thế nào không ạ? Rồi ok, Charmaine FAST là cái dòng trụ cao cấp nhất ha. Thì nó được chế tác rất là tinh xảo, bởi vì nó được chế tác từ bên Thụy Sĩ. Thụy Sĩ thì quá nổi tiếng, mình biết là những cái mẫu đồng hồ chẳng hạn, và những cái thứ khác thì họ làm rất là tinh xảo. Về Imland cũng vậy, họ là những cái nhà sản xuất hàng đầu và những nhà sản xuất tinh tế tỉ mỉ nhất, sản xuất những Imland và những phụ kiện Imland là cao cấp nhất. Thì khi mà cắm vô á thì nó sẽ phù hợp với cái xương của chị. Nó sẽ, những cái nghiên cứu của họ trong một thời gian rất là dài cho thấy là nó tích, cái khả năng tích hợp xương nó rất là tốt. Đó thì đó là cái điều mà mình muốn, là tại sao mình chọn nha khoa quốc tế DNA, và đặc biệt hơn nữa là mình chọn cái dòng trụ này. Bây giờ thì bác sĩ có thể giúp em mà bắt đầu tiến hành ha. Ok, let's go. Dạ cảm ơn em. Wow, đông vậy. Bữa nay quá trời khách, mới với đầu giờ trưa mà đông ghê luôn á. Ê, chào anh, lâu ngày không gặp, vẫn đẹp trai như xưa. Chào em, dạ. Lâu quá không gặp nha. Bây giờ thì xin phép giới thiệu cả nhà một xíu, đây là bác sĩ Hoàng Huy Dũng nha, cũng là một trong những bác sĩ mà đợt trước giúp Nga cắt cầu. Hôm nay thì anh khỏe không? Anh khỏe. Anh vẫn đẹp trai nha, vì anh mà em đến. Ở đây là nó nói ai mà ế vô đây đi, trai đẹp không à. Bây giờ là em lên đây anh hỗ trợ giùm em nhé. Lúc trước mình cắt thì mình cứ sợ đau, anh nói không có đau đâu, đúng là làm xong mình không có á. Mình là bình thường ngày xưa Nga đi khám bệnh ở bên kia gà, Nga á xong là người ta đi về hết trơn luôn. Còn bên đây mà á cái ông bất đề nữa. Nha không sợ đâu, nha nói thiệt, mình không sợ đâu, yên tâm. Rồi đâu đâu em, câu này nghe quen lắm, một năm trước ông cũng nói vậy đó. Chơi đi anh, vô em chấp nhận rồi đó. Nhưng mà nói nghe nè mấy đứa ơi, có đứa nào đứng kế bên để Nga nắm chặt tay đứa nào không? Rồi đẹp xấu gì cũng được, kế bên là được rồi. Đâu đâu đâu, đây nắm tay nghe thật chặt. Chị làm xong rồi mấy đứa đừng cái đứng nào ở phía sau cười là chết với chị nghe nha. Chị làm ra xong chị làm thế nào?
Em hỏi về cái cảm giác hay là thấy nhan xét? Chị cứ nhận xét đi chị. Nhận xét là nhan xét của chị thuốc tê nhiều quá cho nên giờ nói cái miệng nó hơi bị méo xíu nè. Đây là mình là chị Nga là người rất là thật, có sao nói vậy. Và không có đau, nhưng mà để em nói là không đau 100% là nói dối. Thì nó sẽ có hơi bị ê, hơi bị nhức một chút. Khi mà xong cái này là mình đang là còn có thuốc tê cho nên mình đỡ cảm giác đau. Nhưng mà tí là sẽ có là bên nhân viên sẽ cho mình cái đơn thuốc để mình ra ngoài mình mua thuốc. Thì bác sĩ có dặn là uống thì khoảng chừng ngày mai là nó sẽ đỡ. Nhưng mà cái mặt của mình bên đây nó sẽ hơi sưng lên nè. Đó, cả nhà thấy không? Người thật việc thật thì như vậy. Còn bây giờ là đang có răng tạm. Ngày mai thì sẽ có là răng sứ thì trong thời gian là 6 tháng để mà mình bắt đầu là cho răng vào. Đó, thì khi mà implant á, thì nó sẽ rơi vào từ, nếu mà xương mình tốt á, thì từ 3 tới 6 tháng là mình có thể trồng răng vô rồi. Đó, thì sau thời gian đó thì bác sĩ sẽ cho Nga một bộ răng sứ cũng tương tự như là răng thật luôn để mình có thể là cắn nhai, ăn uống bình thường. Đấy, thì bây giờ là Nga cũng, bây giờ là cả nhà thấy không, 6 giờ tan tầm mà còn có Nga với lại nhân viên thôi, đội ngũ bác sĩ thì phải nghỉ ngơi. Đã làm từ sáng đến giờ thì bây giờ Nga còn đang có hẹn với lại ở dưới phòng Elia đó về thẩm mỹ. Thì ngày vừa rồi mình có hẹn là bắn tạc nhang đó, mình sẽ đi xuống đó mình làm tiếp theo, rồi mình sẽ đi kiếm một cái món gì đó nhẹ nhẹ để mình ăn của ngày hôm nay nha cả nhà. Thì khi mà mình làm xong cái này mình có thể ăn uống bình thường, nhưng mà hạn chế là ăn đồ nóng hay là hút mạnh khạc nhổ. Thì cái phần mổ của mình á, cái phần mà chị có thể là khiến cho mình bị chảy máu, đó là một cái lời khuyên mà bác sĩ dành cho mình. Thì mình nói lại để cho đại gia đình có ai có ý định làm implant thì có một cái kinh nghiệm nha. Còn bây giờ thì có thể là cùng với Nga đi xuống. Hello, xin chào đại gia đình. Hôm nay thì Nga đã trở lại đây sau khi mà phần 1 series của mình là đập đi xây lại coi cái hàm răng của mình. Đây là phần 2. Thì Nga hôm nay sẽ là cái việc đầu tiên là Nga sẽ gặp lại bác sĩ Quỳnh Anh là một trong những bác sĩ bên thẩm mỹ viện Elia, một trong những thẩm mỹ viện mà phải nói là đạt triệu đô ở khu vực ngay chỗ 91 Võ Văn Tần trong khu phức hợp của nha khoa DA nha. Bây giờ thì bác sĩ lên tư vấn cho em rồi. Dạ đúng rồi, đó là giai đoạn là nó xấu, nghĩa là nó bị mất đoạn. Em nhớ cái chữ trung bình em nghĩ thành chữ xấu luôn. Đúng rồi, nhớ. Thì hôm nay mặc dù là mình chỉ là cái phương pháp mà Eliskin để cân bằng lại thôi, nó không hẳn là nó cắt đoạn từ bên trong riêng biệt về cái HA vào trong, nhưng mà nó cải thiện được một ít đó. Nhưng mà nó vẫn còn, đánh giá là nó vẫn còn thô, chính điểm cho một bên mặt của mình đó là phương pháp magic ngay bên. Thì với một cái lượng HA đậm đặc sẽ đưa vào đúng điểm dây chằng trên mỗi vùng mặt của mình á, nó có những điểm dây chằng thì cấp cái lượng HA vào, thì HA đó nó sẽ giúp cho da của mình đủ độ ẩm từ bên trong. Thứ hai là nó làm trẻ hóa cái dây chằng của mình á, nó làm cho da của mình nó đủ độ đàn hồi săn chắc hơn. Và khi mà săn chắc và đủ độ ẩm thì da của mình nó lúc đó nó sẽ sáng hơn. Thay vì em không có thời gian chăm sóc một năm mình cấp ẩm từ bên ngoài, thì sẽ bằng một lần mình thấy cái vi điểm một lần thôi. Wow. Thay vì người ta sử dụng phương pháp meso thì sẽ thấy những cái sẵn thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của em. Thì cái này thì mình phải cải tiến hơn. Là mình sẽ dùng chính điểm, và sau khi làm thì mình cũng không có thấy dấu vết gì hết á. Nhưng mà trong mỗi lần nhưng mà mình vẫn ra đường là mình phải bảo vệ cha cấp ẩm rồi đúng không ạ? Đúng là... rồi, thay vì tại vì chị đã khảo sát là em không có thói quen cấp ẩm. Dạ đúng rồi. Chính vì vậy chị mới đưa ra phương pháp là tự cấp ẩm từ bên trong cho em luôn. Tại vì công việc của em phải như vậy rồi. Bác sĩ Quỳnh Anh nói là tâm lý rồi. Vậy thì bây giờ là mình tiến hành luôn. Tiến hành luôn. Let's go. Ok. Chị có trang điểm luôn nè. Chị có bụi rồi. Chị ra bụi. Nếu mà dính bụi dây dơi, đưa cho máy là caramel nó soi kỹ. Sao chưa có cái dơi này không nè? Sài Gòn nhiều lắm. Em có sẽ cái tim không? Không, bây giờ chị đánh dấu với bạn của tê thôi. Chị đánh dấu với bạn của tê chắc chắn là không đau nha, không bác sĩ. Chờ mình đánh dấu là những cái trọng điểm đúng không? Cái trọng điểm những cái vùng dây chằng nó sẽ tập trung ở đây. Những cái vùng này thì thường là nó sẽ bị thiếu một cái lượng collagen, lôi collagen đó. Mà mình bổ sung cái những cái HA chưa đậm đặc đường nào thì nó sẽ
kích thích cái phần. Vậy em ăn nhiều da heo với mỡ là bổ sung collagen đúng không? Đúng chính xác. Trời ơi, em ăn quá trời, sao collagen ấy đâu trơn đi đâu luôn á. Rồi ăn mà nó cũng biết nằm đi đâu thì collagen không biết nó đâu. Hay là mua da heo về bắt ra nước cái đắp lên. Thì biết đâu nha. Biết đâu được á. Nghe nói chơi thôi, nếu mà cả nhà muốn làm đẹp thì cứ đến đây nha. Elia, đẹp không cần phải là. Tại vì la lên là không được. Cái bác sĩ làm đẹp là chúng ta phải ngồi im. Slogan mới Elia, đẹp không cần phải la. Đúng rồi, tại vì mình đẹp là mình tự nó tỏa sáng ra luôn. Mình không phải la lên là ôi trời tôi đẹp quá, tôi xinh quá. Mình đẹp là người ta đánh giá, người ta người gặp đối diện mình thấy mình đẹp là bạn bé đẹp. Còn mình tự la lên là thấy không được đẹp rồi đó. Rồi giờ ủ tê ha, ủ tê khoảng 5 phút đi. Dạ. 10 phút thì nó đỡ hơn. Phương pháp ủ tê là mình như thế nào bác sĩ Quỳnh Anh? Nó sẽ là một cái dạng gel. Yeah. Dạng gel đó, dạng kem cũng có nữa, nhưng mà nó sẽ được ủ để trong cái tủ lạnh để bảo quản. Thì đưa vào thì nó sẽ làm cho vùng da nó tê đi, nó lạnh mà nó co mặt nó tê đi. Yeah. Thì một xíu chị kết hợp luôn cả cái làm lạnh. Yeah. Vừa kết hợp tê rồi kết hợp làm lạnh thì em sẽ đỡ cảm giác. Là không bị đau. Mình chỉ ủ tê những cái nơi mà mình đánh dấu thôi các bạn ạ. Chị nghe được tất cả một cái là khi mà Nga đi giao lưu với tất cả anh em bạn bè đó, thì Nga hay đến những cái địa phương. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là khán giả rất là nhiều người rất là yêu quý mình, đó là điều mà mình may mắn. Thì khán giả có nói là những cái chuyện mình không biết đó, thì khán giả có nhắn tin và chỉ cho mình. Và khi Nga đến một cái địa điểm nào đó thì sẽ luôn có những khán giả yêu thương mình nói là Nga ơi, ở đó là có cái này có cái kia. Đó thì mình mới biết được chứ là sao chị Nga không thể nào. Em thấy chị làm cái món ăn này thì cũng sẽ biết về nó. Đúng rồi. Khi mà làm một cái gì đó chị luôn tìm hiểu về nó này. Cũng như bây giờ nè, muốn đẹp là phải gặp bác sĩ Quỳnh Anh. Phải vào Elia. Đúng không? Giờ là da đẹp mà răng đẹp mà nó chạy đâu. Gà không lối thoát. Vô đây là chính luôn. Mọi người tạm thời chia cái nấm vàng lại nha. Đấy, bạn nói là chị Nga cứ để cái nón thương hiệu của chị Nga quay cho chị biết là chị Nga làm cái gỡ ra trường tử với bà rồi phải vô phòng nữa. Rồi, cảm ơn. Cái bước này người ta gọi là bước gì bác nhỉ? Cái tinh chất mình dùng cho chị là tinh chất gì ạ? Magic Navy. Magic Navy. Thì chị cảm thấy như thế nào dịch vụ này, và vì sao chị chọn dịch vụ này thay vì cái dịch vụ chị
Như là lúc đầu tiên hồi nãy đi mà soi cái làn da của mình á thì nó đã báo là lên mức trung bình, còn đợt rồi mới tới đây á, cách đây mấy hôm á thì lại báo là xấu. Cái da của mình nó rất là tệ. Đấy, khi mà bác sĩ nói với Nga là bác sĩ rất là trăn trở về vấn đề là bắn laser cho mình, thì cái đó rất là đơn giản để mà làm thì chắc cũng không có mất thời gian. Nhưng mà khi mà bác biết là cái hành trình, cái quá trình mà Nga đi quay thì luôn luôn là phải là cần ánh sáng, mà ánh sáng quan trọng nhất đó chính là buổi trưa. Cho nên buổi trưa thì bắt buộc là mình không thể nào mình quay mà múc bang hay ẩm thực mà mình ngồi mình bịt khẩu trang mình khoét cái miệng được, thì ai mà coi khán giả chửi Nga chết đó. Thì mình mới bắt đầu là mình bị tiếp xúc với tia UV, tia cực tím quá nhiều, mà cái nắng mà buổi trưa rất là gay gắt, thì mình sẽ tiêm cái đó. Thì nó sẽ có hai cái hướng. Một là nếu mà mình giữ, mình cấp ẩm và mình biết chăm sóc bảo vệ cái làn da của mình, nhất là cái da mặt của mình là hứng chịu nhiều nhất những cái yếu tố ngoài môi trường, thì nếu như mà mình làm được những cái điều đó thì nó sẽ tốt hơn. Còn khi mà mình bắn laser mà mình luôn luôn mình đưa cái gương mặt của mình ra phơi nắng rồi không có bảo vệ, không có cấp ẩm, không có chống nắng hay cái gì đó, thì nó sẽ sạm đi rất là nhiều và nó có khả năng là sẽ nảy nở thêm những cái tàn nhang. Thì khi mà bác trao đổi với Nga xong rồi, bác có nói bắt đầu là thử cái phương pháp tiến hành là 9 điểm đó. 9 điểm này thì bác hồi nãy thì bác cũng có nói trên kênh đó, và mình cảm giác là nó sẽ tốt hơn và nó cũng là mang lại cho mình một cái làn da căng sáng mịn. Thì Nga đồng ý với lại cách làm này, và cũng là mình sẽ, dù là mình có thể là không có bảo vệ làn da mình quá kỹ, nhưng mà ít nhiều gì nó sẽ tốt hơn khi mà mình bắn laser. Còn khi mình muốn bắn laser thì bắt buộc là mình phải chăm sóc da. Nó đều có hai cái lựa chọn, hai cái hướng để mình lựa chọn. Thì nói chung là khi nào Nga không còn làm YouTube nữa thì Nga đi bắn laser, Nga ngồi trong nhà trong phòng kính cho đẹp, đúng không bác sĩ? Còn bây giờ ngày nào cũng đi, cho nên vì đam mê là phải tiến lên, hành trình là mãi mãi, đó là câu slogan của mình. Đó. Thì nãy không biết là quá trình mình tiêm như thế thì chị Nga có la không ạ? La vì đau ấy. Không, chị chỉ nhỏ nhỏ mà không biết mấy đứa có khuếch đại âm thanh lên hay không. Chứ thật ra là không có đau. Mà Nga cũng có nói trên cái lúc mà quá trình mà bác làm, thì Nga có nói là Nga mà bị ám ảnh. Thì mỗi một con người mình đều có một cái gọi là ám ảnh từ kỹ. Đó là mình đã có quá khứ, mình trải qua một cái gì đó thì mình sẽ ám ảnh. Thì điều đó khiến cho mình sợ cái kim. Đó. Rồi ngày trước mỗi lần mà mình bệnh, mình đau rồi là ba cứ đưa mình vô bệnh viện Nhi Đồng để mà chích cái mông của mình. Từ đó mình thấy cái kim là mình khóc, mình bị như vậy. Chứ cũng muốn gọi đau là mấy chị em phụ nữ mà biết hay làm đẹp mấy cái này sẽ nói kêu cái đồ này mà đau gì Nga ơi là Nga. Đấy, bảo đảm sẽ nói vậy khi mà video này lên. Nhưng mà phải hiểu cho Nga, hiểu giúp Nga là đây là một cái gọi là một cái căn bệnh ám ảnh quá khứ. Đó là như vậy. Như là trong quá trình mà Nga lấy cái răng ra, như cả nhà xem rồi đó, Nga lấy cái răng cũ ra để mà cái làm một cái răng mới và trồng implant, thì thời điểm đó đã ủ tê và tiêm thuốc tê. Nhưng mà trong quá trình đó mình cũng là gặp cây kim, và cái tiếng mài của nó khiến mình rất là sợ. Ai cũng có tâm lý chung thôi. Nga nói Nga không sợ là Nga nói dối, mà kêu là không đau Nga càng là người nói dối, Nga không thích nói dối. Thì đã có nhân viên hỗ trợ, và đặc biệt là cảm ơn em Tiên. Nga nói em Tiên thì hồi nãy là em Tiên đã giúp Nga là đứng kế bên động viên Nga, mà Nga bóp chặt cái tay như là muốn gãy cái xương của mẹ luôn. Như hôm nay cũng vậy, nhưng mà bác Quỳnh Anh đã nói là em không có cơ hội thấy cây kim đâu, mắt nhắm mà thấy gì nữa, nhưng mà lé ra cũng thấy vô. Đó là hỗ trợ hết mình, và đặc biệt là đội ngũ nhân viên ekip ở đây rất là dễ thương. Mà mình nói là một cái làn da đẹp, đẹp nó chỉ có một giai đoạn, sắc đẹp không bao giờ mà thắng được cái thời gian. Đó là vì đó là lý do cho nên Nga muốn đến đây, và Nga muốn là trong mắt của khán giả, và khi mình tôn trọng khán giả là mình phải có một cái gì đó ưa nhìn một chút, để mà đó là tôn trọng khán giả và tôn trọng bản thân mình. Đó thì Nga cũng là phụ nữ, Nga cũng yêu cái đẹp. Đó là nơi mà khiến Nga muốn đặt chân đến Thẩm mỹ viện quốc tế EDA. Đó, và làm răng ở đây cũng là điều mà Nga rất là mong. Hello, xin chào đại gia đình đã đến với kênh Nga Sumo. Hiện tại Nga đang có mặt ở tổ hợp nha khoa thẩm mỹ triệu đô là chỉ cho Nga xem EDA và EDA nha cả nhà. Và đặc biệt mà khi Nga đến đây để mà Nga làm da thì đây cả nhà nhìn nè. Da Nga cực kỳ căng bóng luôn và sáng mịn nha. Bây giờ mình tự tin để mình bước ra phố rồi. Thật sự là quá là vất vả cho đội ngũ ekip của DDA và Elia trong một ngày hôm nay đã chăm sóc cho Nga là về làn da nè, và gắn răng tạm cho Nga. Thời gian răng tạm thì Nga sẽ là từ 3 tới 6 tháng để mình làm lên răng thật.
Đó, cả nhà thấy không? Bây giờ là da của Nga rất là sáng và đặc biệt răng. Đó, bây giờ là răng nó đều, bây giờ mình tự tin rồi. Những cái răng mà mình mất á, bây giờ là đang có là mấy trụ im leo ở trong này. Đó, và bây giờ thì Nga sẽ tới quầy tính tiền để mà cả nhà có thể coi là cái tổng thiệt hại của Nga ngày hôm nay và cái giá ưu đãi của DA dành cho mình nha cả nhà nha. Let's go qua bên đây. Dạ, khi mà Nga chọn cái phần mà bảo hành trọn đời, đó là giá của nó là 60 triệu một cái trụ implant. Nhưng mà bên đây là có giá ưu đãi dành cho tất cả kiều bào. Và đặc biệt mà nếu mà cả nhà có nhớ video ngày hôm kia không ạ, khi mà mình chọn một cái dòng sản phẩm này thì nếu mà bà con mình muốn về Việt Nam làm thì bên DA sẽ tài trợ một cái vé trị giá là 1.000 đô trong tháng 5 này, đại gia đình có thể là tranh thủ ha. Và Nga làm thêm một cái hai cái bọc răng hiệu Atlantic là 20 triệu. Bây giờ mình đóng tiền rồi mình sẽ ký tên để mình xác nhận nha. Chữ ký của Nga Sumo. Thấy cả nhà, mình tiền thì cái mỗi cái đẹp nó phải có một cái giá trị của nó, cho nên mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà miễn sao đẹp đem mình cho mình sự ăn nhai thoải mái thì còn chơi gì nữa mà không đến Delia và làm đẹp Elia nha. Còn bây giờ thì Nga sẽ đi kiếm gì đó ăn nhẹ thử coi mình có bị đau hay cái gì hay không. Thì nói chung là khi mà nó hết thuốc tê thì nó sẽ có phần đau nhất, Nga thì không nói dối được, đại gia đình biết Nga như thế nào. Và Nga sẽ hết thuốc tê nhưng mà bác sĩ có đưa phiếu cho Nga để mà mình đi ra ngoài mình mua thuốc mình uống để hỗ trợ một hai hôm mình hơi bị nhức. Đó, cả nhà có thể là theo dõi video của Nga ngày hôm nay coi Nga đi ăn gì. Và đặc biệt ngày hôm nay Nga có gặp gỡ một cái vị khách rất rất là dễ thương bay từ Úc về đây. Và một người khách này có một cái mối thâm tình rất sâu sắc với cố ca sĩ Phi Nhung và nhạc sĩ ca sĩ Mạnh Quỳnh. Cả nhà đón theo dõi video của ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì lên đường, let's go. Hello chị. Đây, đi qua đây đi. Coi chừng nha, coi chừng xe nha, đi qua. Quá xe quá. Ồ. Rồi. Đứng đây luôn nha, đứng đây luôn nha. Rồi. Hello, xin chào đại gia đình là đến với kênh Nga Sumo tiếp theo. Đây là giới thiệu cả nhà. Đây là chị Tiên cùng với là anh Ben. Hai vợ chồng là từ bên Australia về đây. Ngày hôm nay thì anh với chị đợi mình rất là lâu mà mình đi làm răng. Thì sau khi làm răng thì bây giờ là mấy chị em mình không thể nào mà ăn được những cái đồ cứng. Thì hôm nay em đưa chị đến đây là quán của cô Yến. Ngày trước em đã từng quay, cô Yến là nổi tiếng nhất ở khu vực này về cái món là cháo sườn và súp cua. Hôm nay là chị có thể là trải nghiệm ở đây ngon như thế nào. Bây giờ cả nhà vào với Nga nha. Đây, con chào cô Yến. Ông xã của đây, cô Yến thì bán có đẹp nụ cười rất là dạ, duyên dáng. Và đẹp đặc biệt là ở đây là số 58 đường Đồng Đen, lúc trước mình đang ăn. Bây giờ là giờ chị Tiên muốn ăn cái gì? Gặp lại cô Yến thì bây giờ là bữa giờ cô vẫn đẹp như ngày nào nhỉ? Đẹp không? Đẹp quá. Bé Nga cứ thấy cô là cứ nhớ cô là thấy là nghĩ tới cô là nghĩ tới nụ cười duyên dáng của cô. Mà bây giờ là cô chị Tiên muốn ăn cái gì? Cô muốn ăn cái gì? Thưa chị ăn cháo đi, thích ăn cháo. Ok. Cháo. Rồi. Cô muốn cháo cho anh. Cô Yến đẹp kinh lão ha. Cô Yến lấy cho con là bây giờ con yếu lắm rồi. Không như xưa nữa. Không còn như xưa không nữa. Không còn như xưa nữa, bé rồi, đúng cho không? Cho nên bây giờ con chỉ ăn được có 3 tô cháo thôi. Ôi. Tại vì mới vừa mất 3 cái răng. Thôi, bây giờ mẹ cho ăn 2 tô trước đi. Giờ ăn một tô súp cua. Súp cua trước đi. Rồi xong rồi ăn 2 tô cháo đi. 3 tô cháo. Dạ. Quyết định là phải 3 tô cháo mới chịu con. Chị Tiên là sẽ là một tô cháo. Đúng là một tô cháo. Mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 11 giờ trưa đến 11 giờ đêm cơ. Đấy, cho nên mình đi chơi đi nhậu về khuya mình vô. Vẫn vô xanh được, vẫn vô xanh được hết. Rồi bây giờ cô Yến múc giùm con nha. Rồi. Rồi bây giờ qua coi cô Yến múc nào. Là đặc biệt á cô Yến hả? Đặc biệt là 70 con. À, là cháo hay là súp cua hả? À, có là cháo thì 40, còn đặc biệt súp cua là 70. À, đó. Cả nhà có thể là biết giá cháo đó rồi. À, bây giờ cô múc giùm con là 3 tô cháo cho con và 1 tô cháo cho chị Tiên. Dạ, tổng cộng là 4 tô trước nha. Nga thấy bên kia có bún mọc nữa, mình sẽ qua order một tô bún mọc, mình qua đây mình ăn luôn. Wow. Là bún mọc nữa. Chị order giùm em luôn qua order tô bún mọc nha. Rồi. Này quá cao không hay là sao? Dạ, để con giờ cô cứ múc là 4 tô cháo đi. Yếu lắm, giờ chỉ ăn được 4 tô thôi. Nhổ răng á cô, chứ nhà ngậm qua mạnh lắm. Không là 10 tô rồi.
Tiên cũng là một trong những người khách hàng và là người bạn của bếp Mái Nhi. Vừa rồi chị có về đây và thăm bếp Mái Nhi. Đặc biệt nữa là chị đi làm rất là nhiều chương trình thiện nguyện và làm cho giúp cho xã hội, nào giúp cho con người ở Việt Nam. Vừa rồi chị lên năm Điện Biên Phủ là chị đi từ Hà Nội mà đi xe ra là 17 tiếng ngồi trên xe bến để đi hết các cái vùng sâu vùng xa để giúp những đứa trẻ vùng miền núi đó em. Cảm nhận chị khi mà ra đó thì như thế nào? Chị cảm thấy rất là thương mấy em, thương những người già, những người dân nghèo khổ em. Ví dụ như mình ở dưới đồng bằng thì mình có thể bắt được con tôm tép hay là lặt rau luộc cho mình ăn, còn ở trển đó rất là khó khăn em, chị rất là thương. Hy vọng là năm tới chị có về nữa chị sẽ lên, chị sẽ đi với em nha. Dạ đúng rồi, chị sẽ đi với Nga. Phải nhận thấy không, khi mà chị Tiên nói ngày hôm qua chị Tiên tâm sự với mình là đôi mắt của chị rưng rưng nước mắt luôn, cho nên mình chỉ muốn là chia sẻ với cả nhà về một cái người chị của mình sống ở Australia và anh Ben đó. Cả nhà có thể thấy anh Ben say hi, hello đi đó. Thì anh Ben rất là cái người rất là cưng vợ mình đó, và chỉ cần là chị Tiên muốn thì tất cả những gì anh Ben đều làm được, anh Ben đều làm đi đi. Khi mà mình gặp hai vợ chồng thì như là mình đang là được uống mật ong vậy, ngọt ngào lắm. Mấy mấy năm rồi chị ha? Bốn năm rồi. Mà anh Ben khi về Việt Nam lần đầu cách nay 4 năm, anh Ben rất là thích. Và từ đó là anh cứ muốn về Việt Nam, thích con người Việt Nam, thích thức ăn Việt Nam và phong cảnh cái gì cũng thích. Hôm qua chị nói với em là anh Ben lúc mà cái gì đó anh Ben muốn ở tại Việt Nam á. Anh Ben nói sau này nếu mà anh Ben có già có mất, anh muốn mất tại Việt Nam, đất nước của người vợ yêu dấu của anh. Dạ, mình rất là xúc động. Khi mà Việt Nam mình nó đá động được vào trái tim của một người nước ngoài, đó là một cái điều mà phải nói là tự hào luôn á chị ha. Mà tiếp xúc á, người nước ngoài người ta dù có thể là phong tục ngôn ngữ không có hiểu nhau nhưng mà cảm nhận được bằng hành động. Vô em với chị chị em ủng hộ cho chị Tiên nha cả nhà. Vô cả nhà ơi, mời ăn vô nha. Vô nè chứ rồi quán của cô rất là đông. Quá ngon, một cô dễ thương quá. Cô bán cô xây có 10 cái nhà. Một cô dễ thương mà đẹp. Cái chiếu của cô nhìn gương mặt có thịt xây lắm đó cô. Dạ. Gương mặt có tiền đó chị. Dạ đúng rồi. Nào đó em mới tới em gặp cô ơi, con không mang tiền ra. Cô cho con thiếu rồi, cô cho mày luôn. Vậy đó hả? Cô rất là dễ thương. Dạ, chị nhìn chị thấy biết mà. Cả nhà ngon quá. Đường đồng đen này rất là thơm rồi. Cô chủ quán là cô rất là có tâm. Nghe mọi người nói cô á là ví dụ ai mình nó không có tiền con cứ ăn luôn thì không sao. Dạ. Mà nghe Sumo cũng rất là thích cô. Dạ. Thương cô nữa. Mới gặp đầu á mình Tiên cũng rất là thích cô, tại cô rất là vui vẻ thân thiện. Dạ. Lúc này em tới em chưa mở khẩu trang cô nghe giọng nói ở nhà Sumo không? Dạ. Tôi nói bữa nay cho ăn yếu mà ba tô cháo với tô bún mọc là yếu lắm rồi đó. Những cái tô cháo tình thương vậy chị hạnh phúc quá không? Còn chị cái có chê mơ không? Cũng không thấy. Thì để chị đừng có chê nha. Ngày đẹp tài hôm nữa em khỏe rồi em với chị đi ăn uống. Chị bữa nay nó sẽ dặn em. Chị hiểu sức khỏe của em lo trước đi. Ừ. Chị hiểu mà. Chị Tiên vì mình đáng lý là về Mỹ Tho ngày hôm nay, nhưng vì mình ở lại để đợi mình từ sáng tới giờ. Đúng rồi. Mà mình ở trong nha sĩ rất là lâu cả nhà, gần 5 tiếng đồng hồ chị. Chị hiểu đi, nha sĩ là cái kỳ công em rất là lâu. Chị hiểu. Mà đây là thăm khám nè, rồi nạy cái răng cũ ra, rồi chụp implant, rồi tùm lum tùm lá, nó đủ mọi hình thức. Mà em còn phải để ra em phải về nghỉ ngơi mà em đến với chị là bác sĩ kêu em ở đó cảm động. Bác sĩ kêu em ở đó nghỉ ngơi, em không chịu, em sợ chị đợi là em vui xong em ngồi bật dậy em gọi cho chị luôn. Rất là cảm động nha, rất là cảm động em. Cái em thích cái giọng nói của chị Tiên đầm lắm á. Mấy là chị Tiên là một trong những cái người mà rất là liên quan tới cố nhạc sĩ Phi Nhung, rất là liên quan. Thì Tiên có thể bật mí không ạ? Cả nhà ơi thì cũng sẵn dịp đây á, mình được cái lên kênh của Nga Sumo, mình cũng muốn chia sẻ cái lý do sao mà mình quen, cái tình cờ hay là cái câu chuyện làm sao mà mình quen với chị ca sĩ Phi Nhung là lâu lắm rồi, cũng 15 năm về trước. Thì người nhà mình có tổ chức đại nhạc hội ở bên Úc ở cả nhà. Thì mời ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Kỳ Duyên, Ngọc Ngạn nhiều lắm. Đó, ca sĩ bên hải ngoại Bali Banai nè, qua bên Úc hát. Mình là con nuôi của Bầu Phần và sư phụ Thảo. Cho nên mình đứng ra mình bán vé. Thì khi mà mua đồ ăn rồi sắp phòng cho những ca sĩ qua bên
ở Úc khác mình phụ với má nuôi mình đó. Tình cờ bữa đó chị Phi Nhung chỉ từ Mỹ qua Úc, chỉ rất là yếu. Anh Mạnh Quỳnh mấy là đưa cho mình chai dầu gió xanh, nói Thiên ơi, Nhung nó mệt rồi, bây giờ nếu như mà không có cách nào mà để cho nó khỏe là chắc nó phải đi về, tại vì nó mệt, nó không nổi, khán giả cái sự chờ đợi của khán giả sẽ bị kiểu như là thất vọng đó. Chị nghe chị hết hồn, tại vì bao nhiêu khán giả đang chờ đợi cái show chuẩn bị trình diễn mà chị lại cầm cái chai dầu xanh từ tay anh Mạnh Quỳnh, chị cạo gió cho ảnh, bấm gió bấm nguyệt, làm hết khả năng có thể của mình để giúp cho chị khỏe. Thì một chút sao chị khỏe là chị cứ dỗ vậy, Tiên sao mày mát tay quá, thôi tao nhận mày làm em nuôi luôn nha. Thì từ đó tới sau là anh Mạnh Quỳnh anh cũng nhận em làm em nuôi luôn. Thì từ đó tới sau là cứ như là một cái gia đình, một cái tình cảm nó gắn bó như hồi kiếp nào vậy, thân thiện. Rồi khi mà qua Úc là chị liên lạc với chị Tiên, rồi anh chị em sau khi hát xong rồi đi ăn uống ra casino ngồi chơi rồi tâm sự nhiều lắm. Nhiều lắm. Vậy là nói một chút một câu chuyện nhỏ để mà chia sẻ. Thì em cũng có nghe nói là cô ca sĩ Phi Nhung có một cái quán ăn chay ở đây ở Sài Gòn này, thì em sẽ coi xin phép bữa nào em rủ mấy đứa em của em thì lên ăn cơm chay, nếu mà chị Tiên chưa có bay á thì chị em mình đi với nhau. Bây giờ thì caramel của chị tới rồi đúng không? Dạ, đại gia đình sẽ gặp một nhân vật đó là ông xã tuyệt vời của chị Tiên. Chuyển cảnh. Okay. Đây là ông xã mình nha. Hồi nãy giờ ảnh làm caramel cho mình, bây giờ thì có đứa em mình công danh thay thế thì ảnh được ngồi ăn súp nè cả nhà. Can you introduce yourself? Hello, I am Ben. Here with my darling. Thank you. All the way from Australia. Enjoying everything Vietnam has to offer. Yeah, enjoying. And we're here with our good friend Na Su Mo. Yeah. Thank you. Been really kind to come out and spend time with us. My and sister we really now. Appreciate it. Yes. It's my sister now. And anh Ben anh nói là từ một cái đoạn đường rất dài từ Úc về Việt Nam để được gặp đứa em Nga Sumo. Anh rất là vui và thưởng thức những món ăn của Sài Gòn, nhất là cái cháo sườn của cô Yến. Cô Yến mà xinh đẹp, dễ thương, vừa đẹp người, đẹp nết nữa cả nhà ơi. Quá là rất là hạnh diện, rất là hạnh diện. Mời cả nhà cùng ăn dưới Nga Sumo, anh Ben và Tiên nha. Đây vô đây, anh Ben chạy cảm nhận nha. Em bỏ qua đây, tí em ăn xương. Tí em gặm xương. What do you think about the soup after you got the spoon in your mouth? The soup is rich, it's tasty, it's smooth, it has a variety of different flavors through it. And I love it. Anh nói là cháo nó rất là ngon, đó mình nói tóm tắt ngon, tuyệt vời, cái hương vị đậm đà, cái anh ăn là anh thích liền, anh rất là thích. Ok, anh Ben thích là được. Dạ, thích là được em. Mời cả nhà ăn với mình nha, nãy giờ Nga thắng cử rồi. Mới Nga ý là nhất răng mà ăn xong một tô cháo rồi cả nhà ơi. Tô thứ hai quá là tuyệt vời, quá là tuyệt vời nha. Em ăn bún mọc trước nha, tí em ăn được, một em ăn tự nhiên đi. Mình bỏ sườn qua đây tí mình gặm sau, tại cái răng mình còn đang đau. Quá tuyệt vời. Đây, đây là tô bún mọc. Em bữa nay ăn nhẹ nhàng như vậy thôi. Vậy đó em. Thử cái bún cả mọc nhà ơi. Cái món cháo này quá ngon. Vui không chị? Amazing. The best. Yeah, it's really delicious. Yeah. If you find yourself in Saigon, you need to seek this place tôi out. Cảm ơn cô. You won't get better quá. Than anywhere else. Anh Ben rất là thích ăn đồ Việt Nam ha. Anh thích lắm, anh nói đồ Việt Nam là mãi đỉnh. Anh đi cũng nhiều nước nhưng mà anh thấy Việt Nam mình là người Việt Nam thân thiện, làm đồ ăn ngon. Là đất nước Việt Nam rất là đẹp. Dạ. Thiếu khách nữa luôn chị. Thiếu khách nữa. Quanh mo xúc cua. Ờ, ngon. Anh ăn ngon lòng là... quá ngon rồi. Xúc cua nhá, xúc cua, quanh xúc cua. Yeah. Cho con một xúc cua. Tuyệt vời. Wow, very truly, how you enjoy. Wow, cả nhà ơi. Đồ ăn Việt Nam mà ảnh quá thích rồi, really không còn gì để nói nữa. Really good, truck went on. Wow, mình cũng ăn theo anh nè, rất là ngon. Ngon quá. Ngon quá, ngon. Ngon quá. Tuyệt vời. Mình nhìn mình thèm lắm nhưng mà lực bất tòng tâm, hai Nga là yếu thế rồi. Này, mà em đau quá, em còn đang có thuốc ở trên xe nữa kìa.
hút không được mạnh. Xuất sắc cô ơi. Bữa nay nha, tôi muốn ăn uống hụt mịn. Đúng rồi em, không sao. Vui quá à. Kiểu như bây giờ mình đang bị dây thần kinh nó giật cho nên là mình giật hết em. Dạ, đau lắm. Chị bấm quyệt cho chị biết cách á. Tại vì có học bên vật lý trị liệu. Khi mà cái răng của em lúc trước là mười mấy năm rồi, bây giờ người ta phải đục ra. Đúng. Nó hết thuốc tê nó bắt đầu đau nha. Rất là đau em mà chịu đựng em giỏi đó. Mà ra còn vậy còn ăn được, vậy là phải nói là nhà sumo là mãi đỉnh à. Thật sự mà nói luôn. After em đem thiệt xít lên. Em nói bụng. Who can believe đó. Unbelievable. Không thể tin được luôn á em. Yeah. Âm hơn. Yeah. Wow. Yeah, I reckon. Wow. Nhưng mà ẩm thực là phải tiêu diệt hết. Bữa nào mới chơi. Traditional food. She love food. She enjoy doesn't matter. She in hand. Yeah. Nifty ball, tell you how it is. One more, it's nice. Yeah, yeah. Enjoy. Cô Yến ơi, cho con một tí nước cua nữa. Ừ, ok con. Dạ. Có đường hay con ha? Dạ. Ok con. Ăn uống ngọt nữa. Dạ, ngon. Dạ. Ở đây là không gian ngồi tại chỗ nó hơi chật. Sao em? Dạ. Mình sống nó đơn giản, nó vui, không sao. Chị ở đâu chị sống cũng được. Dạ. Chị sống đơn giản lắm. Chị đi làm về mà mệt, chỉ có cái giường nó nằm chị ngủ là vui rồi, không sao. Đây ăn đi. Quan trọng là ăn ngon thôi em. Yêu da. Đây rất là ngon nè. Wow. Các trò chuyện với chén nhỏ được không? Dạ được. Một câu thức cua nữa hả chị ha? Chị thích cua. Cô Yến ơi, cho con một câu thức cua nữa. Dạ. Number one in Saigon. Anh nói số 1 của Saigon. Wow, số 1 của Saigon. Anh có phích nè, khen quá trời luôn. What a place to be. Yes. Yeah. Street, yeah. Yeah. Hôm qua hai anh em uống bia cắm đầu luôn. Anh về anh nói vợ chồng mình hạnh phúc quá, được con đứa em nó rất là dễ thương, nó biết tình cảm á. Em cảm ơn khen lắm nha. Anh chị khen là khen thật lòng chứ phải có em mà. Cho nên em nói là dù hôm nay là em rất là mệt, nhưng mà chỉ cần được gặp anh chị là sao cũng thế nào em cũng chạy tới. Chị hiểu mà. Được, chị Tiên gọi là một cái người mà rất là giỏi về chăm sóc sức khỏe, là một cái cũng như là giống như một bác sĩ đó nha. Đó. Dạ. Yeah. Chị mà ai mà bất cứ cái người nào mà biết chị thôi mà bệnh là chị lo hết. Mình có lần là một đứa bạn chị á, nó bệnh ung thư á, 3 năm không có người nhà, một tay chị lo đó. Ai tưởng ai cũng tưởng là em ruột hết, nó cũng giống giống chị. Tới ngày mà nó chết nó trên tay chị á. Wow. Ở bên Úc mà em biết đâu phải là muốn ăn được mấy món này dễ đâu. Yeah. Chị thì chị không có giỏi nấu ăn, nhưng mà nó thèm đồ Việt Nam, chị ráng chị nấu cho nó. Wow. Lo nó đầy đủ hết, ăn cái gì chị nấu cái đó. Vợ đi khám bệnh nó cũng không có người nhà, chị cũng không có nhà, thì chị em coi như là bạn, nhưng mà coi chị em rồi. Chết trên tay chị rồi, mai táng là chị lo luôn. Trời ơi. Trước khi chết em biết nó rút ống oxy lên, nó nói chị Tiên ơi, nó nhỏ hơn chị có mấy tháng mà khi chị bằng chị, nhưng mà thôi cũng như là bạn thôi. Yeah. Nếu mà được kiếp sau á, mình đầu thai được nữa, mình cũng muốn làm bạn của Tiên. Yeah. Trời, nói vậy luôn hả chị? Yeah. Chị khóc luôn, chị nói làm bạn thì tốt, nhưng mà đừng có bệnh thì chị buồn quá. Rồi cứ nó nhắm mắt em. Mà mấy tháng trời chị rất là buồn, chị ăn uống không ngon, tại vì có một người bạn, người em nó dễ thương mà nó sống tình cảm, nó như em vậy, nó tình cảm. Yeah. Nó biết thương, nó hòa đồng á. Yeah. Giờ thời buổi này kiếm được một người dễ hiếm lắm. Khi nó ra đi rồi chị tưởng như mình mất một cái gì nó to tát lắm. Em hiểu cảm giác này. Dạ. Yeah. Em cũng có một người bạn thân mà đi đến nỗi là 3 năm sau mình không tin là bạn ấy mất. Đúng rồi. Yeah. Mình không ngờ luôn, nhiều khi nằm mơ thấy luôn em. Cứ tưởng như là có phải nó chết thiệt. Yeah. Không? Chưa cắn được đâu nha. Núng. Mời cả nhà ăn tiếp tục nè, ông xã mình ăn nha. Gia đình mình đi ăn tối hả? Dạ. Dạ, em quay phim xíu. Đi tối hả? Nhà ăn mấy tô hả? Em ăn 4 tô thôi. 4 tô hả? Nhà ăn 4 tô hả? Tại vì em nhổ răng á, em ăn chưa được, nó còn yếu lắm. Nhổ răng mà có 4 tô thôi. Để phải khỏe, ăn một chục tô được. Dạ, chúc thôi, hai vợ chồng cũng phải mạnh à. Dễ thương nha, khán giả dễ thương quá. Ừ. Nên cho mình thương mọi người là mọi người thương mình nè em. Dạ, sống chân thình là
bất cứ mình đi đâu cũng có người thương mình hết. Thì đó đúng. Em tâm niệm cái điều này. Cho nên lúc nào em cũng nhủ lòng lắm. Đúng rồi. Mình cố gắng như vậy. Đây, sức của chị đây. Cảm ơn em. Đây là chị gần đây, chị ăn tiếp ở đây. Cảm ơn em. Ở bên nước thì nó nhiều sắc dân lắm em, nước nào cũng có. Là làm chung bệnh viện là các nước trên thế giới nhiều lắm. Ừ. Là ai cũng làm bạn với ai cũng thương chị hết. Wow. Mình cho tỏ cho người nước ngoài biết là mình là người Việt Nam. Uh-huh. Mình sống chân thành, mình biết hiếu khách và mình yêu thương và mình tốt đi. Ai cũng quý chị hết. Có dịp này em mời qua, yeah, qua Úc với chị. Em sẽ sắp xếp qua Úc chơi với chị vài hôm. Đi qua chị chơi. Uh-huh. Rồi chị dẫn em đi review thức ăn ở bển với em. Ừ. Cả nhà nhiều khi mình nói chuyện á mừng quá, nhiều khi mình nói hơi lộng cộng, có gì cả nhà thông cảm giùm mình nha. Rất là cái giọng nói chị rất là ấm áp. Dạ. Kiều em. Tự nhiên giữa thời tiết oi bức của Sài Gòn nhưng mà tự nhiên thấy ấm áp ghê luôn á. Ấm áp. Thấy dễ chịu. Dạ. Chị cũng cảm thấy rất là hạnh phúc em. Ừ. Hạnh phúc thì ăn hết tô súp nha. Chị cố gắng mà chị ăn được. Anh Ben không thể nói, không nói thành lời luôn rồi kìa. Cứ mà anh, what do you think about crab soup? Crab soup, yeah. They're very interesting. Yeah. It's got a lot of vegetable in it, obviously crab. Got the little eggs. Yeah. It's very, very quail eggs. Yeah. Very rich in taste. Mm. Smooth in texture. And yeah, amazing. Nói chung là anh khen khi làm mọi cái gì anh cũng khen hết. Nó tóm lại là tuyệt vời cả nhà. Nghe vậy là quá vui rồi. So good. Món ăn ẩm thực của mình á, dù là đường phố hè phố thôi nhưng mà nó có thể là đánh tan một người nhé. Đúng rồi em. Rồi mình khi mình về mình vui á, không có thấy nóng luôn em. Dạ. Mình ấm áp mà học mình cảm thấy hạnh phúc, không có quên mệt mỏi luôn. Ừ. Đó là em lại có thịt cua nữa. Ừ. Thì quá là cho chị miếng rồi để thử rồi nha. Xay qua chị Trường một chút xíu. Ừ, cảm ơn. Ừ, cảm ơn. Đức Trường. À, thì có thể là nói giới thiệu với khách là một tô súp cua là 70.000 là bằng bao nhiêu tiền Úc. Đó rồi, một tô cháo là 40.000 bằng bao nhiêu tiền Úc. Đúng rồi. Khách du lịch người ta biết người ta. Đúng rồi. Đó dạ. Chị nói tiếng Anh trước. Hello everyone. This is Conchi. Pork Conchi. Rib pork. And crab soup. 70,000 Vietnam mi đồng, about $5 Australian. Can't beat that. Good cheap. Value. Cheap. Cheap. Good value. Cheap. Good. And delicious. Anh nói ngon, bổ, rẻ. Tuyệt vời. Cho em đi nước nữa nha. Mời cả nhà tiếp tục ăn súp cua với mình nha. So good. Con cảm ơn cô. Rất là ngon. Dạ. So hot. Beautiful. Yeah. Yeah. Ngon quá cả nhà ơi. Xin lỗi nhiều khi ăn quên nhìn cả nhà thông cảm cho mình nha. Nhiều khi vui quá cái quên hết trơn. Thì hỏi anh Ben là có muốn ăn là mình không cũng mới đó, cho nên mình không có kinh nghiệm thì cả nhà tha thứ giùm. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Mà anh Ben có muốn ăn thêm gì không? What would you like? Would you like some more? Ăn nhiều vào. Much of the question, I suppose. Can you put this up? Huh? Would you like put some like more? No, it's enough for me, I think. Anh nói là ăn đủ rồi đó. Ồ, oh, đủ hả? Đủ rồi đó em. Chua vô. Yeah. Rồi, ngon quá. Ngon quá. Cô giỏi quá. Thì cũng được 2 tô. Em thì 4 tô. Bữa nay chị vui dữ lắm á. Sáng giờ đói bụng. Sáng giờ chị ăn gì chưa ạ? Cũng ăn một chút chút. Dạ. Nhưng mà để dành ăn hồi trưa, ăn chút xíu để đợi bụng ăn tối với em. Dạ, em cảm ơn chị. Mình chỉ nhai được một bên thôi. Nãy giờ Tiên thấy ngon, ăn gần hết rồi cả nhà. Quá trời ngon luôn. Lần đầu tiên ăn được cái súp cua nó ngon như vậy. Thật sự mình khen từ đáy lòng nha cả nhà. Tuyệt vời. Nấu vừa ăn. Không quá ngọt, không quá mặn. Khi mình nấu đồ ăn đó cả nhà, mà mình có cái tâm á, mình chú cái tâm mình đưa vào cái món ăn nó rất là ngon, nó là tuyệt vời. Thì theo mình nghĩ á, là cô Yến là một người có tâm, cho nên khi mà cô nấu á, đồ ăn nó rất là ngon, chỉ vậy thôi. Empty, the way it should be. Mm. How the bowl should be. Yeah.
Yeah. Wow, vỗ tay. Finish, thank you. Yeah. Finish. So anh ăn hết một tô cháo, một tô măng cua nè. Chưa bao giờ mình thấy anh ăn được hai tô nha. Ý là chính bản thân mình nấu cho ảnh mà không bao giờ ảnh ăn hai cái. Mình về đây vui, gặp nghe vui nè. Gặp em nè, gặp hai em rồi gặp cô nữa. Về Việt Nam là anh vui đó. Dạ, thật ra không phải là em cái bữa nay em đau răng mà mới ăn này. Yeah. Bình thường á, em vẫn đi tìm những món này ăn. Vậy hả? Rồi. Em rất là thích cái hương vị đồng quê, nó ngon lắm em. Ngon. Chị cũng thích ăn đơn giản vậy đó chứ không thích cầu kỳ đâu. Yeah. Anh nói là ẩm thực là phải vô những con hàng lắm. Dạ. Đúng rồi. Nó khó tàn. Để sao là nhiều sườn á. Cua. Dạ. Cua nha cả nhà, rất là ngon. Thịt cua người ta lột ra ngon lắm. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Dạ yeah, cả nhà ơi. Dạ yeah, cả nhà ơi. Best. Yeah. Tiếp tục ăn nha cả nhà. Vietnam is famous for its street food, and this is probably an example of as good as you'll get. Yeah. Yeah, really good. Nó là đồ ăn Việt Nam là nổi tiếng rồi, đồ ăn đường phố á là không có gì để nói nữa. Dạ đúng rồi. Ký ước sao là cái ẩm thực Việt Nam mình được lan tỏa khắp nơi trên thế giới để cho mọi người trên thế giới nhìn thấy là và biết là đồ Việt Nam mình mãi đỉnh. Dạ đúng rồi. Hy vọng nó càng xa đưa ra hướng ngoại càng tốt ha em ha. Ừ. Thì Nga Sumo chỉ hy vọng em làm được rồi điều đó nha. Em chỉ cố gắng để cố gắng em tới đại gia đình biết luôn. Đúng rồi. Chứ em không có giỏi gì hết nha chị Tiên. Không có, mình cứ làm từ cái tâm mình cố gắng thì có người ta nói có công mài sắc có ngày lương kim. Ừ. Đó cả nhà ơi, em chị Tiên nói chuyện rất là dễ thương. Cả nhà ơi ăn với mình nha. Chị Tiên cũng là người miền Tây gốc Mỹ Tho. Thịt cua, yeah. Yeah, keep going. Yeah, yeah. Của thịt cua, cà rốt bằm, trứng cút nữa cả nhà. Phải nói là nó hòa quyện nhau, nó thành cái một cái hương vị nó rất là đặc trưng. Mà thấy hình như là Việt Nam mình mới có nha cả nhà. Nếu mà ai có về Sài Gòn thì nhớ tới quán của cô, mình sẽ để cái địa chỉ ở bên dưới. Thưởng thức nha, ăn rồi là không bao giờ quên, nhớ mãi không quên. Yeah. Yeah. Quê hương là chùm khế ngọt. Yeah. Khế không ngọt thì là khế chua. Đúng rồi. Trời ơi chị Tiên tuyệt vời. Yeah. quá là tuyệt vời luôn. Cả nhà ơi, bây giờ là Nga cũng như là Nga xin phép là chắc là mình phải dừng video tại đây, cũng như là câu Nga Sumo hay nói, không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích. Quan trọng mình ở đâu và ngồi cùng ai. Giữa thành phố, giữa một con đường nho nhỏ ở Đồng Đen, chúng ta có thể là trải nghiệm cái món cháo sườn của cô Yến, bên cạnh đó là súp cua. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay là có hai vị khách quá là tuyệt vời bay từ Australia, bay từ Úc về để thăm Nga. Dù đó thì hôm nay là Nga rất là đau nhưng mà Nga vẫn cố gắng. Dù là video có thể là không có ngon hoặc là Nga ăn không có được ngon miệng như mọi khi thì mong là đại gia đình hãy thông cảm cho Nga. Nga cảm ơn đại gia đình rất là nhiều ạ. Còn bây giờ thì video của Nga xin phép được tạm dừng tại đây. Nếu mà yêu thương Nga cũng như yêu thương chị Tiên thì có thể là ủng hộ cho kênh chị Tiên, đó là Tiên TV. Cả nhà ơi ủng hộ Tiên nha, để Tiên có động lực làm tiếp những video hay chia sẻ với mọi người và hy vọng kênh phát triển thì sau này mình có cơ hội để mình giúp những người dân miền núi cơ khổ, những người miền Tây cực nhọc. Cái đó là mơ ước của mình lâu lắm rồi, nếu mà thành hiện thực là cái điều mình rất là hạnh phúc. Cho một tràng pháo tay. Wow. Thì thôi bây giờ video của Nga xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình trong những video tiếp theo. Chào cả nhà thân yêu. Chào cả nhà. Bye. Bye chị Tiên luôn. Bye nha. Bye cả nhà. Hẹn gặp lại.
Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.